X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tống Giang là nhân vật chính trong Thiên Tiểu Tuyết Thủy Hử của nhà văn Thị Nại Am. Tống Giang được khắc họa là một bậc quân tử, nhân nghĩa, sẵn sàng che chở hảo hán, giúp đỡ người trung lương, một con người căm ghét cường quyền nhưng vẫn vô cùng trung quân, ái quốc, một lòng phục vụ cho đất nước. Cái nổi bật của Tống Giang là lòng nhân nghĩa và dùng cái nhân nghĩa đó để thu phục các bậc anh tài. Điều này có rất nhiều nét tương đồng với Lưu Bị thời Tam Quốc. Và trên thực tế, Tống Giang đã thu phục được rất nhiều anh tài vào Lương Sơn Bạc, tạo nên huyền thoại 108 vị anh hùng. Với những danh hiệu như Cập Thời Vũ, Mưa Đúng Lúc, Ý Chỉ Tống Giang xuất hiện đúng lúc, Hồ Bảo Nghĩa, Người Gọi Nghĩa, Tống Công Minh, Người Công Bằng, Tống Giang luôn hiện lên như một đại hảo hán, hết lòng vì nghĩa. Tuy vậy, khi đọc Thủy Hử, Kim Thánh Thán, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung Quốc Trung Đại có viết, đọc Thủy Hử một lần thì thấy Tống Giang rất tốt, đọc đến lần thứ hai thì thấy Tống Giang nửa tốt nửa xấu, đọc lần thứ ba thì chỉ thấy xấu. Từ đâu mà Kim Thánh Thán lại nói vậy? Tống Giang văn không bằng Ngô Dụng, võ lại càng chẳng ăn ai trong số 107 vị anh hùng còn lại, nhưng lại được ngồi lên vị trí cao nhất trong hàng ngũ anh hùng Lương Sơn. Nhiều người nói rằng Tống Giang nhờ nhân nghĩa, nhưng có thực là như vậy? Liệu cách nhân nghĩa có Tống Giang có là thực chất? Một số ý kiến khác cho rằng Tống Giang là kẻ đạo đức giả. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về đạo dùng tiền của Tống Giang. Nói một cách vui vẻ dân dã là nghệ thuật đầu tư bỏ ít nhưng ăn nhiều của Tống Áp Ti, huyện Vận Thành. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai thần khiến quỷ, nhưng nhiều tiền quá cũng không tốt, chẳng hạn như xài tiền, gia tài bạt ngàn, sử dụng tiền để chiêu mộ nhân tài, thậm chí còn từng cứu trợ Tống Giang, nhưng vì sao lại chỉ có được danh hiệu Tiểu Toàn Phong, không có được danh tiếng như Tống Giang? Nguyên nhân là bởi xài tiền không biết dùng tiền, nên dù tiền nhiều tới đâu cũng sẽ trôi hết theo dòng nước. Còn Tống Giang thì khác, đạo dùng tiền của ông gợi mở ra ba đạo lý khi tiêu tiền cho chúng ta. Một là, dùng tiền không ở nhiều mà quý ở thời cơ. Tống Giang từ khi bắt đầu làm quan cho tới khi gặp được Võ Tòng, Lý Quỷ đều cho thấy cách dùng tiền của ông. Chúng ta đều biết, Tống Giang chỉ có một chút gia sản, nhưng mỗi một lần tiêu tiền của ông đều rất đúng thời cơ, dùng ngôn ngữ đánh động lòng người, tiêu ít tiền nhưng làm được việc lớn. Lần đầu tiên Tống Giang gặp được Võ Tòng là khi hai người đều cùng phạm tội và gặp nhau tại phủ của Sài Tiến. Tống Giang sau đó đã ngay lập tức mời Võ Tòng cùng mình ngày ngày uống rượu, đồng thời còn bỏ ra 2 lượng bạc mua quần áo cho Võ Tòng, thể hiện sự quan tâm chu đáo với người huynh đệ mới quen này. Đến ngày Võ Tòng rời phủ, Sài Tiến và Tống Giang cùng nhau tiễn Võ Tòng. Sài Tiến muốn tặng Võ Tòng không ít ngân lượng, thậm chí còn bày cả tiệc rượu, nhưng chỉ có được lại một câu, quả thực đã làm phiền đại quan nhân quá. Ngược lại Tống Giang tỏ ra quyến luyến, không nỡ xa Võ Tòng, điều này khiến Võ Tòng vô cùng cảm động, thậm chí còn kết bái huynh đệ với Tống Giang. Lúc này, Tống Giang bắt được chuẩn thời cơ, khiến Võ Tòng nhận 12 lượng bạc, khiến lòng cảm kích của Võ Tòng với Tống Giang tăng thêm một bậc. Tống Giang biết cách dùng tiền hơn Sài Tiến, có thể thấy thời điểm dùng tiền là vô cùng quan trọng. Điều này nói với chúng ta rằng, lúc giúp người, phải tìm đúng thời cơ, nếu không thì không những không nhận lại được sự cảm kích nên có, mà ngược lại còn khiến đối phương không khó xử. Đạo dùng tiền, quý ở thời cơ, chúng ta cần phải biết nắm bắt thời cơ, đem lại cho người khác cảm giác được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá, có như vậy mới phát huy được tối đa hiệu quả của việc dùng tiền. Hai là, dùng tiền không ở nhiều mà quý ở dùng đúng chỗ. Tống Giang không chỉ đơn thuần là người biết lấy lòng người mà còn là một người có dã tâm. Tống Giang mỗi lần tiêu tiền đều là tiêu vào những việc có giá trị, dùng tiền đúng chỗ. Khi Tống Giang phạm tội, bị đẩy sang Giang Châu, nay là Giang Tây, có đi qua Yết Dương cùng với 2 công sai áp giải. Tại trấn này ông gặp Tiết Vĩnh đang mãi vọ kiếm ăn. Do không xin phép anh em họ Mục nên Mục Xuân cấm dân chúng cho tiền Tiết Vĩnh. Người dân vì sợ uy thế anh em họ Mục nên không ai cho Tiết Vĩnh một đồng nào, chỉ có Tống Giang không màng tới lệnh cấm của Mục Xuân, cho Tiết Vĩnh 5 lạng bạc. Cũng nhờ chuyện này, Tiết Vĩnh đã làm quen với Tống Giang. Mục Xuân cùng anh là Mục Hoàng sau đó vì muốn chút cơn giận đã truy đuổi Tống Giang, Tiết Vĩnh khắp trấn. Về sau, anh em họ Mục biết được là Tống Giang thì vui mừng khôn tả, đoạn kết bái huynh đệ. Sau vụ cướp pháp trường Giang Châu, Tống Giang và Đới Tông được cứu, Tiết Vĩnh cùng anh em họ Mục, Trương Hoành, Trương Thuận, Lý Tuấn, Lý Lập và anh em Đồng Uy, Đồng Mãnh theo Tống Giang với Đới Tông cùng lên Lương Sơn Bạc. 5 lạng bạc tuy ít ỏi nhưng phát huy được tác dụng của 50 lạng bạc, đây chính là cái gọi là dùng tiền đúng chỗ cần thiết. Nó nói với chúng ta rằng, muốn giúp đỡ người khác cũng phải dùng đúng chỗ, có thể thực sự giải quyết được nhu cầu của họ mới có thể đạt được hiệu quả, bỏ ra ít nhưng thu lại được nhiều. 3 là, dùng tiền không ở nhiều, quý ở không cầu báo đáp. Tống Giang là một người vô cùng biết cách lấy lòng người, đồng thời cũng biết dùng tiền một cách tốt nhất. Tục ngữ nói, tiền vốn là vật ngoài thân, Tống Giang quả thực coi tiền là hư vô, không chỉ dám bỏ tiền ra mà còn chưa bao giờ mong được báo đáp lại. Tiểu Kế và huynh đệ bị truy nã vì cướp Sinh Thần Cương,
Tống Giang không ngại nguy hiểm báo việc này với Tiểu Cái. Tiểu Cái và huynh đệ sau khi thoát lên được Lương Sơn đã nhớ tới ân nghĩa của Tống Giang nên đã sai Lưu Đường tặng cho Tống Giang rất nhiều vàng bạc, nhưng Tống Giang lại chưa bao giờ mong nhận lại báo đáp từ ai, ông kiên quyết từ chối. Cuối cùng vì không thể từ chối được nữa, Tống Giang mới đành nhận, còn viết cho Tiểu Cái một bức thư thể hiện sự cảm kích. Việc này khiến tình cảm giữa hai bên trở nên thân thiết hơn một bậc, đồng thời cũng tạo ra được nền tảng tình cảm rất tốt cho Tống Giang sau này lên Lương Sơn. Điều này nói với chúng ta rằng, lúc giúp đỡ người khác, không nên mong mỏi, tỷ suất hoàn vốn cao. Nếu bạn giúp người vì cái tâm, vì bản tính lương thiện mà không cầu mong có lại được sự báo đáp của người khác, chưa biết chừng bạn sẽ có lại được những thứ ngoài tưởng tượng của bạn. X51 Sawyer luận bàn. Có thể thấy, dùng tiền không phải chuyện đơn giản, đó là cả một nghệ thuật. Chúng ta không thể nào cứ cậy có nhiều tiền thích vung tiền lúc nào thì vung, phải dùng tiền một cách trí tuệ như Tống Giang mới có thể đạt được hiệu quả, bỏ một được 10. Chúng ta khi giúp người, giống như một quý nhân vậy, nhìn ra được nhu cầu của đối phương, kịp thời đưa tay ra giúp đỡ, đồng thời cũng phải đúng lúc, không cầu báo đáp, nói không chừng sẽ gặp được những cơ hội không ngờ tới. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.